Dạ vâng, đấy. Tiếp tục thấy nhiều bác cứ hỏi về mấy cái dòng loa Sony nhá. Đấy thì em mới trước quay mấy cặp kiểu dạng như này thì các bác chốt rồi nhá. Đấy chốt hết rồi. Thì hôm nay lại vào kho kiếm được cặp nữa. Đấy, cặp này thì hàng đẹp hơn mấy cặp trước này. Đấy, mấy bác mà chốt rồi hơi tiếc tiếc một chút này. Đấy. Đây các bác nhìn này. Các cái viên này là mạ chrome sáng bóng nhá. Này. Đấy. Các cái viên ba tép này là mạ chrome nhìn rất là phê luôn. Các bác thấy không ạ? Đấy. Em vừa vệ sinh xong nhá. Đấy. Em vệ sinh em lau bằng cái nước gọi là lau kính thôi. Em cho vào cái khăn này này. Đấy. Bởi vì cái hàng của Nhật này thì nó bụi nó không như bụi bên mình đâu. Bụi nó rất là dễ, mình chỉ phải phủi qua là ok rồi. Nhưng mà em đã dùng khăn này em lau qua rất là cẩn thận chi tiết rồi. Đấy, cặp này em lau rất là cẩn thận luôn đấy. Về gần như là các bác chỉ việc chơi thôi, không cần phải lau chùi gì đâu. Đấy, lau quá kỹ luôn rồi. Đấy, không khác gì hàng mới luôn. Thành vách này, dày dặn nha các bác này. Đấy, thành vách là không không có vấn đề gì này. Đấy, dày dặn này, chất liệu vỏ này. Có theo vỏ rất là dày. Đấy, vỏ dày. Con này công suất là 50W một loa các bác nhá. Công suất là 50W một loa này, trở kháng từ trước là 6 ohm. Mã là CM 333, tức là 3 con 3 đấy. CM 333. Công suất 50W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, dây loa đây. Thông hơi. Đấy, thành vách rất là ok. Hàng bãi thì nói chung thì nó cũng khó tránh khỏi được một vài gọi là cái chút va quẹt một chút, bởi vì hàng họ kê là cứ mấy bộ vào với nhau ấy, quá loa liếc là chục đôi vào một thùng. Thế nhiều khi mà đi tàu biển tàu veo là nó sóng xiếc là nó cũng kiểu nó hơi quẹt vào nhau ấy, thì nó bị ví như chỗ này này, nó hơi bị xíu chỗ này thì chả ảnh hưởng gì. Đấy, đây chả vấn đề gì. Vỏ rất là dày. Tép con này thiết kế rất đẹp quá nhá. Này, tép thiết kế theo kiểu gọi là cái bên ngoài này, bảo vệ này, ba nó dòng ba cánh kiểu như là cánh quạt máy bay, nhìn rất là đẹp. Đấy, vỏ bên ngoài ốp một cái tấm nhựa, xong cái viền bên ngoài nó lại ốp chrome, mạ chrome nhìn rất là đẹp. Đấy, em thấy là cái con Sony 3 con 3 này họ cái độ hoàn thiện nó rất là chi tiết nhá. Cái độ hoàn thiện chi tiết nó rất là cao. Đấy, tức là độ tỉ mỉ của nó rất là cao nhá. Các cái thành vách này, đấy, vuông thành sắc cạnh luôn này. Dòng này thì là mặt trước bo viền nhá, đây, viền hai bên là bo bo góc nhìn rất là phê luôn. Ừ, nhất là cỏ bát cỏ tép các bạn. Nhìn nó bóng đẹp dã man luôn. Có thấy phê không? Đấy. Bóng loáng luôn. Em mới gọi là dùng cái nước bình thường em vệ sinh mà nó đã được như này. Dòng này thì ví dụ bác nào mà thích thì làm loa trợ lời cũng được, tại vì em thấy khách hàng nhà em này. Giờ này không hiểu cuối năm là các bác đầu tư karaoke nhiều hay sao mà cần loa trợ lời nhiều. Thấy mua rất là nhiều những dòng này về làm loa trợ lời. Đấy. Cái này thì em bán loa làm loa nghe nhạc là chính nhá. Còn bác làm loa trợ lời thì có thể tìm hiểu xem cách đấu nối như nào cho nó phù hợp nhá, để không bị cháy loa. Có thể thêm tụ phân tần hay là như nào đó, bằng hình thức nào đó thì các bác có thể là nghiên cứu. Có thể là trên YouTube hoặc trên Google gì đó nhá. Về dòng này thì kích thước của nó này, rộng là 14 này, cao là 22 này, 21.5 này, sâu là 22.5 này. Đấy. Thì đấy là về kích thước của sản phẩm các bác nhá. Còn con này thì bát tiêu chuẩn của hãng thì đây, nó là bát 12 nhá, đo đúng tiêu chuẩn của hãng là bát 12. Hai chiếc căng về đầy đủ này. Đấy, em để bên cạnh máy à, loa. Đấy, hình thức thì các bác nhìn qua nhé, hàng đẹp không có gì phải chê cả. Cặp này mà các bác chê thì em không hiểu là các bác mua cái gì nhá, không biết các bác đang muốn mua cái gì nữa. Đấy, đây quá đẹp, thành vách thì chắc chắn. Các bác nghe cái chất liệu gỗ ôm go, nghe cái chất liệu rồi biết nó dày như nào. Vỏ thiết kế quá cẩn thận luôn, thậm chí những con loa to to của các hãng khác nhá. Đấy, không có thể em không nói cụ thể hôm nay bỏ dìm hàng, nhưng mà một số con vỏ mỏng dính luôn, không bằng cái dòng loa này luôn.
Đấy, thì những cặp này các bác có thể là có công suất thì ghép vào được, hoặc là có thể làm loa chạy rồi. Đấy thì cái này thì tùy thuộc vào cái cách sử dụng của mỗi người. Đấy, còn bác nào chốt thì cứ alo cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 để em test bàn giao. Đấy, bác nào chốt thì để em test bàn giao trong chiều nay. Thì nhà em thì hàng thì sẽ khoảng 5 rưỡi là xuất đi rồi. Đấy, thế nên là bác nào mà có chốt ấy thì lưu ý cho em là chốt sớm một chút, thì em sẽ gửi ví dụ như là chốt ngày hôm nay nhá, thì chiều nay em gửi được thì là các bác sẽ được nhanh hơn một ngày. Đấy, tức là hàng sẽ đi từ tối nay đi luôn. Còn nếu bác nào mà chốt sau 5 rưỡi 6 giờ thì hàng lại phải để sang ngày hôm sau nhà em mới gửi được, gửi buổi sáng hoặc có thể là chuyển sang chuyển chiều. Đấy, nhưng mà thông thường thì nhà em sẽ gửi chuyển sáng, bởi vì là nếu mà đợi thêm cả chuyển chiều nữa thì nó nhiều hàng quá. Đấy, thì gửi làm 2 đợt, mỗi đợt đã là chục kiện hơn chục kiện rồi. Đấy, thế mà dồn vào là hai mấy kiện là không chở được. Đấy, thế là cứ phải chia ra, cứ sáng gửi một đợt xong rồi chiều làm một đợt nữa. Đấy, thì bác làm mà chốt thì cứ tầm khoảng trước 6 giờ là báo cho em ngay nhá. Đấy, để em test bàn giao xong là em sẽ đóng gửi hàng cho. Cặp này thì về được tổng cộng là CM3 này, nhà em là về là được 12 cặp thì là chốt hết rồi. Còn cặp này là cặp cuối cùng. Đấy, cặp cuối cùng thì thôi em xả lốt cho các bác nhá. Đấy, còn cặp cuối thì thôi thì bớt lốt, xả lốt cho các bác cho nhanh. Cứ để các bác cặp này giá 550 nhá. Đấy, cứ để các bác 550 cho nó nhanh. Đấy, hàng mới kinh con luôn. Không gì phải chê. Em thật các bác, những cặp này không thể chê đâu được. Nghe là phê luôn. Thì bác nào chốt thì qua alo cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Vâng, xin chào các bác.